sáng ngày 14 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc một doanh nghiệp có dấu hiệu giả nhãn mác bao bì xi măng. Theo điều tra ban đầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Việt Nam ở phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có ký kết với Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, Nghệ An để nhận xuất khẩu 21.000 tấn xi măng rời đóng bao sang Philippines. Nội dung ký kết nêu số xi măng này do Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai sản xuất, đóng gói, nhưng tên, địa chỉ nhà sản xuất trên bao bì do Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Việt Nam đặt in. Tuy nhiên, công an phát hiện trên bao bì lại ghi nhãn hiệu hàng hóa, địa chỉ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn, nơi sản xuất ra xi măng Long Sơn, địa chỉ tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Làm việc với cơ quan công an, Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn khẳng định lô hàng xi măng nêu trên không phải do công ty hoặc các đại lý, nhà phân phối của Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn sản xuất, bán cho các doanh nghiệp trên. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hải quan, Bộ đội Biên phòng phát hiện, thu giữ tại kho của cảng Đại Dương và tàu Tân Bình 236 hơn 18.000 tấn xi măng rời do Công ty xi măng Hoàng Mai sản xuất, nhưng được đóng bao bì, dán nhãn mác của Công ty xi măng Long Sơn, tổng giá trị hàng hóa ước tính trên 20 tỷ đồng.